Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau hơn một tháng quay trở lại công trường xây dựng cầu bến mới vượt sông Đáy nối Nam Định với Ninh Bình, thực sự là Hải Đăng TV rất bất ngờ về tiến độ thi công của dự án này. Có lẽ đơn vị thi công đã phải làm tăng ca hoặc là làm cả ca đêm thì tốc độ mới có thể nhanh được như vậy. Trên màn hình quý vị đang xem là đầu cầu phía bên Ninh Bình. Chỉ còn 3 nhịp nữa thôi là cây cầu sẽ nối liền hai bờ. Và như vậy là những phần khó khăn nhất đã dần qua đi. Chỉ còn lại những hạng mục phụ trợ và đường dẫn hai đầu cầu. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy, cách đây hơn một tháng thì mới chỉ làm xong phần trụ cầu và bắt đầu đúc dầm hai trụ ở phía giữa sông. Hôm nay khi mà Hải Đăng TV quay trở lại thì hai trụ chính ở phía giữa sông đã đúc dầm gần xong rồi. Các dầm Subarti ở hai phía đầu cầu thì đã gác và đổ bê tông bản mặt cầu gần hết, chỉ còn lại 3 nhịp phía bên Ninh Bình là chưa làm thôi. Có thể nói tốc độ thi công quá nhanh, chỉ trong hơn một tháng mà đã thay đổi chóng mặt rồi. Ở đường dẫn phía bên Nam Định thì đã được đắp khá cao và dần hình thành con đường rồi. Có lẽ từ nay đến Tết Dương Lịch thì phần đường dẫn phía bên Nam Định này sẽ cơ bản hoàn thành. Còn phần đường dẫn phía bên Ninh Bình thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện nay đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục xử lý nền bằng phương pháp bấc thấm. Đây là một trong những phương pháp xử lý nền đất yếu rất là hiệu quả. Cây cầu được thông xe sớm hay muộn là hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ thi công của phần đường dẫn phía bên Ninh Bình. Như quý vị và các bạn đã biết, dự án cầu bến mới do Ban Quản lý 2 Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư là 360,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc và một phần đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án khởi công từ tháng 5 năm 2022, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý 2 năm 2024. Dự án cầu bến mới thì có tổng chiều dài là 3.210m, trong đó chiều dài toàn cầu là 648m, còn phần đường dẫn phía bên tỉnh Nam Định là 890m, phía Ninh Bình dài 1.672m. Đường dẫn thì được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng. Mong rằng dự án sẽ duy trì được tốc độ thi công nhanh như hiện nay để kịp về đích theo đúng cam kết vào quý 2 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của Hải Đăng TV về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.